Sinh viên trường đại học Đà Lạt. Học xong rồi chứ? Học xong. Ở Đà Lạt bao nhiêu năm rồi nhỉ? 5 năm. 5 năm rồi. Sống ở trên này thích hơn ở dưới kia. Khí hậu đó mát hơn nhỉ? Hôm nay chắc là lập gia đình sống trên này luôn. À, chưa biết nữa. Cũng thích lắm, mà không biết có được không nữa. Giờ cứ mua đất vùng ven Đà Lạt cách khoảng 10-15 cây. Có tiền mua sẵn thì sau này ở đây luôn. Giờ mắc à, đất Đà Lạt mắc. Anh chị lên Đà Lạt thường xuyên không? Anh ngày xưa anh lên thường xuyên, ngày xưa anh đang làm nhà nước rồi. Anh đi công tác trên này thường xuyên. Mà giờ anh nghỉ nhà nước được 5 năm rồi. Giờ anh nói chung là anh cũng hay đi, nào thích đi à. Dạ. Anh làm tự do nên là mình thích đi nào đi. Dạ. Nấm tươi thì cái mùi mà ấy là không quen ha, cái mùi đó. Hồi sáng chị ăn thử một cái, ôi ôi nó sọc.